Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện số 13 Phố Minh của tác giả Thuần Khiết Tích Tiểu Long. Tập 253. Chương 2521, Tuyên Chiến 1. Ở trong đống lửa, một con sói cát đang được nướng, dầu mỡ không ngừng nhỏ xuống, phát ra tiếng vang xì xì. Richard cầm con dao găm bắt đầu cắt thịt, chất thịt của sói cát cũng không được tốt, cực kỳ khô cứng. Nhưng vẫn có vài chỗ là tương đối non mềm, Richard cắt mấy phần thịt này xuống, đặt ở trước mặt Connor và Philomena. Connor đã biến trở về hình người, bởi vì nhiệm vụ của cô bé cũng đã hoàn thành. Đêm hôm nay, đằng sau cũng không có ai đuổi theo, Connor cũng không cần lại tiếp tục chơi đuổi bắt. Cô bé lấy ra một viên thuốc, lấy miếng thịt dày quấn quanh bên ngoài nó, gặm một cái. Sau đó, biểu cảm của Connor cũng cứng đờ lại. Mùi thơm của thịt nướng và cái hương vị khó nuốt của thuốc sau khi trộn lẫn lại với nhau trở nên càng khó ăn hơn. Nhưng mèo nhỏ ở nhà từng dạy cho cô bé về lễ nghi trên bàn ăn, trừ phi ngươi xác nhận đây là độc dược, nếu không phun đồ ăn đang nhai trong miệng ra thì là một chuyện rất không lễ phép. Ngẩng đầu, ùng ục, Connor nuốt thức ăn trong miệng mình xuống. Ăn có ngon không? Richard hỏi. Thật khó ăn. À, thật có lỗi, tài nấu nướng của ta chắc chắn không thể nào so sánh được với Karen. Là thuốc khó ăn, tại sao trật tự thần giáo các ngươi lại phải làm cho thuốc khó ăn đến như vậy? Có thể là bởi vì nó khó ăn nên sẽ không ai sẽ ăn trộm nó. Connor nhẹ gật đầu, nói, ta cũng cảm thấy như vậy. Lập tức, Connor còn nói thêm, ngươi có muốn nếm thử không? Được rồi, ta không nếm, nó rất đắt tiền. Không sao, không, có sao. Richard cười khổ nói, cái thuốc này ngay cả ngươi khi ăn vào cũng phải ngủ gà ngủ gật, ta ăn một viên, có lẽ sẽ lập tức no bể bụng, ngươi có hiểu không? Đây chính là loại thuốc đặc biệt được điều chế cho long tộc, mà lại là long tộc thuần huyết, không, nó thậm chí không thể gọi là thuốc, mà phải gọi chất kích thích. Richard rõ ràng rằng Jerry trong cơ thể mình không tiêu hóa nổi cái thứ này, hiện tại Connor biến thành rồng đã dài cỡ 100 mét, còn bây giờ Jerry chưa dài được 1 decimet. Chị Pall vẫn luôn nói, cả nhà vì nuôi ta, đã không chịu nổi gánh nặng. Richard an ủi, ngươi yên tâm, cô ta mới là người trong nhà tốn nhiều chi phí nhất để nuôi, ngươi là chi phí chung. Richard đã từng thấy cái bàn trà chiều của con mèo đen kia, a, trời ạ, bây giờ toàn là đồ mua bằng phiếu điểm, ly cà phê kia. Cái giá tiền kia ngay cả ông nội của cậu ta cũng không uống nổi, sinh hoạt hàng ngày của bản thân Karen rất đơn giản. Nhưng thật đúng là chịu bỏ tiền cho con mèo đen kia. Connor lắc đầu, đó là bởi vì chị Pall cống hiến rất nhiều cho cả nhà. Cống hiến? Vì cái nhà này mà phải lo lắng hết mực, không có chị Pall, cái nhà này cũng không thể nào duy trì tiếp được. Ai nói cho ngươi những lời này thế? Chị Pall. À, được rồi, bà nội ta cũng thường nói mấy lời như thế. Cho nên khi ta còn bé đều thường xuyên cho rằng, nếu như không có bà nội của ta, cả họ Guman nhà ta đều phải ra ngoài đường ăn xin. Philomena thì ngồi bên cạnh mà yên tĩnh ăn thịt, không nói lời nào. Richard thì chủ động bu lại, hỏi, cô là đang tức giận vì Karen à? Quan hệ giữa ta và ngài ấy khác biệt. À, được rồi. Richard gãi đầu một cái. Philomena do dự một chút, vẫn là nói, không phải là loại quan hệ mà ngươi tưởng tượng. Quan hệ như ta tưởng tượng là thế nào? Richard hỏi, ngươi có chuyện gì thế? Chỉ là đang lo lắng tâm trạng của cô không tốt. Đúng rồi, một lát nữa có cần ta trị liệu cho cô hay không? Ta không bị thương. Không bị thương cũng không sao, ta vừa học được năng lực mới, thông qua phương thức xoa bóp, có thể làm dịu sự mệt nhọc trên cơ bắp và tinh thần. Sao ngươi lại học được cái này? Richard mở tay ra, ta học được cái gì cũng không phải do bản thân ta khống chế, mà là quyết định bởi thắt lưng của cha ta quất theo hướng nào. Ở trước mặt Philomena, Richard đã không quan tâm đến cái việc ở nhà mình thường xuyên bị đánh này, bởi vì trong lúc cậu ta dưỡng thương thì Philomena cũng đã từng đến nhà mà thấy rất nhiều lần. Quan trọng nhất đó là Richard cũng biết Philomena thường xuyên bị bà nội mình đánh, mọi người xem như bạn cùng hoàn cảnh. Không được, không cần. Cô ngại à, có đôi khi sự mệt mỏi cũng là một loại huấn luyện. À, được rồi, yêu cầu của cô đối với bản thân mình thật là nghiêm ngặt, cô biết không, khi gặp được mọi người, không. Nói cho đúng thì, trước khi gặp được Karen,
ta cũng có yêu cầu gì đối với bản thân mình, ta vẫn luôn sống một cách rất vui vẻ. Bây giờ thì không vui sao? Là hai loại cảm giác vui vẻ khác nhau, khi còn bé có thể vô ưu vô lo mà rong chơi. Tại sao khi thành niên lại có thể tìm được một đám bạn bè để cùng nhau chơi đùa, ta vẫn cảm thấy mình được chăm nom, ha ha, nhất là từ sau khi gặp được Karen. Philomena lắc đầu, nói, ta không biết cái gì là tuổi thơ. Cái này không có gì liên quan, về sau cô cho con của mình một cái tuổi thơ tốt đẹp là được, coi như là đền bù cho mình. Connor vừa nuốt một viên thuốc vào, vừa vuốt ve bụng vừa nói, Richard, ngươi là đang tìm đối tượng giao phối à? À, cái gì? Trò chuyện về chuyện con cái với một người khác giới, không phải là hy vọng giao phối với cô ta để sinh ra đời sau à? Không có, loài người chúng ta tương đối dối trá, sẽ không trực tiếp như thế. À, được rồi. Connor nằm xuống, nói, ta ngủ đây, nếu như các ngươi muốn giao phối mà nói, không cần để ý ta. Đứa nhỏ này là càng ngày càng sáng sủa. Richard vừa cười vừa nói, còn nhớ lúc Karen vừa đem nó về, nó gần như cũng không nói chuyện với người khác, mỗi ngày ở trong nhà học tiếng mèo kêu. Philomena nói, càng lúc càng giống cái con mèo đen kia. Cái lời trêu chọc khi nãy, rất có phong cách của con mèo đen kia. Ăn xong rồi sao, ngươi cũng nghỉ ngơi đi. Richard nói, ngươi ngủ đi, ta đi gác đêm. Không cần. Richard đưa tay chọc chọc vào trán của mình, Jerry sẽ phụ trách gác đêm, phạm vi mà nó dò tìm rất rộng. Vì cái gì ta cảm thấy dạo gần đây nó lại tiến hóa nhanh đến như vậy? Philomena cảm giác được, trong khoảng thời gian này Richard phát triển rất nhiều năng lực mới, trong này không chỉ có nguyên nhân đến từ tình thương của cha. Bộ trưởng Neil từng đưa cho ta một cuốn sổ tay chăn nuôi, có trợ giúp rất lớn cho ta và Jerry. Thì ra là như thế. Đáng tiếc, bây giờ bộ trưởng Neil đã không còn ở đây nữa. Ai? Philomena không nói chuyện bởi vì cô rõ ràng Neil còn sống. Richard nghĩ lầm Philomena cũng đang mặc niệm, lập tức làm sinh động không khí lên mà nói, thật ra cũng rất tốt. Ta biết lúc bộ trưởng Neil còn sống thiếu nợ rất nhiều khoản vay nặng lãi, có hai nhà tiểu thương ở chợ đen của thành phố York chúng ta vì ngài ấy chết cho nên mới phá sản. Chương 2522, tuyên chiến 2. Mọi người nghỉ ngơi đi, sau khi trời sáng, viện quân sẽ tới, chúng ta sẽ được dẫn ra ngoài. Ở trong khe nứt, Lango nói chuyện với tất cả mọi người. Là hắn phát hiện cái khe nứt này, là hắn làm người tổ chức kêu gọi mọi người tập hợp lại đây, lúc này, mọi người cũng đều chấp nhận vị trí người dẫn đầu tạm thời. Nhưng mà, ngược lại cũng không có bao nhiêu người muốn nghỉ ngơi, trên gương mặt của phần lớn người đều mang theo vẻ mặt tức giận bất bình. Đúng vậy, vốn là một trận cuộc đi săn vui vẻ, trước lúc xuất phát, ai có thể nghĩ tới kết cục sẽ thành ra là như vậy. Là phe truy sát, lúc đuổi giết con mồi, phía bên mình mất một nửa số người với tốc độ khó tin. Đều là người trẻ tuổi ưu tú của các thần giáo, tâm tính cao ngạo, lại thêm tuổi tác giữa Karen và bọn hắn cũng không chênh lệch bao nhiêu. Thậm chí còn nhỏ hơn bọn hắn, kết quả lại bị hắn phản kích lại như thế này, thật là không còn mặt mũi. Thật ra thì bọn hắn trách oan Karen, Karen và Philomena cũng chỉ chiếm thiểu số, phần lớn đều bị người một nhà như Darien và Lango đánh lén. Ở chỗ ta có chút thuốc chữa thương và bổ sung thể lực, các ngươi có ai cần, ta sẽ đưa cho. Lango bắt đầu hỏi thăm tình hình. Có người lấy, nhưng số đông đều không cần, mà cho dù có lấy, cũng sẽ không thật sự dùng hết, ý thức đề phòng cần thiết thì bọn hắn vẫn có. Nhưng bọn hắn sẽ không ngờ tới chính là, mỗi khi Lango đi qua bên cạnh một người, lúc hỏi thăm, cũng sẽ để lại tọa độ vị trí chính xác là để chuẩn bị lần cuối để kích hoạt trận pháp. Chờ đến lúc Lango đi đến trước mặt Darien, hắn cười hỏi, ngươi có cần không? Darien hỏi ngược lại, là tín đồ của sinh mệnh, lấy thuốc của ngươi không phải là đang tự đánh vào mặt mình sao? Dược học vẫn luôn là niềm kiêu ngạo của sinh mệnh thần giáo, ở trong một khoảng thời gian rất dài. Dược phẩm trung và cao cấp đều bị chỗ sinh mệnh thần giáo lũng đoạn, lúc các giáo khác cần, đều phải mua sắm từ phía sinh mệnh thần giáo. Dù là đại tế tự trật tự Protaras dùng chiến thắng trong cuộc đối kháng với ánh sáng để ép sinh mệnh thần giáo công khai rất nhiều thứ độc quyền, nhưng tín đồ sinh mệnh vẫn cho rằng thuốc của mình mới là tốt nhất trong toàn bộ giới giao hội, cho dù hàng rào về kỹ thuật đã không có, nhưng tay nghề của người điều chế vẫn là độc nhất vô nhị. Sợ ngươi dùng hết rồi, Lango giải thích nói,
Darien lắc đầu, ta không cần. Lango gật gật đầu, đứng dậy đi về phía người tiếp theo. Darien nhìn theo bóng lưng của Lango, do dự một chút, vẫn không có sử dụng thuật thăm dò để quét khu vực xung quanh mình. Chờ sau khi Lango đã đi xong một vòng, hắn ngồi xuống. Không có lời tuyên bố nào, cũng không có mở màn, chỉ là đơn giản giơ tay lên, bóp nát một viên hồn châu. Bộp. Một tiếng, trận pháp khởi động, từng chùm hào quang màu xám chiếu lên trên mỗi người đang ngồi ở đây. Trong chốc lát, linh hồn của bọn hắn đều đã bị giam cầm. Cái này nhìn như rất nhẹ nhàng, rất đơn giản, thậm chí có chút buồn cười, trên thực tế lại có vẻ rất bình thường, bởi vì Lango lợi dụng thân phận người một nhà. Gần như đã đem nòng súng đặt trước trán của mỗi người, nếu như có chuyện ngoài ý muốn gì xảy ra thì đó mới thật sự là chuyện ngoài ý muốn. Trên trán Darien cũng có một chùm sáng, trước tiên là hắn dùng khóe mắt liếc nhìn xung quanh, thấy những người khác không nhúc nhích, hắn cũng giả vờ bất động theo. Thầm nghĩ, ha ha, thật là thiếu mất thứ gì còn có thể bớt đi một điểm sơ hở đó, cảm giác không có linh hồn có vẻ cũng không tệ đến thế. Lango phủi tay, đứng người lên, đối với kế hoạch thành công của mình, hắn cũng không quá nhiều sự kiêu ngạo. Dù sao thì với sự chênh lệch tuổi tác này, mình không có khả năng học theo đám người trẻ tuổi để nắm bàn tay nhảy nhót một hồi. Hắn đi về phía Darien. Hắn thật sự rất muốn biết cái tên tín đồ sinh mệnh này đã giao kèo hiệp nghị gì với Karen. Nhưng mới vừa đi được một nửa đường, hắn đã dừng lại bởi vì hắn cảm giác được cóp người đi tới lối vào khe nứt. Lango quay người, rời khỏi nơi này, xuất hiện ở lối vào, ở đó có một người đang đứng, là Karen. Bộ trưởng Karen, ngươi thật là đúng giờ. Karen đáp lại nói, hy vọng ngươi cũng thế. Đương nhiên, ta đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Những thằng nhóc ngu xuẩn kia bây giờ đang ngồi yên tĩnh ở trong. Việc chúng ta phải làm sau đó là lấy từng cái đầu xuống, đơn giản như đi hái hoa vậy. Ta vốn cho rằng ngươi sẽ chất đầu người thành một đống sẵn để ta có thể trực tiếp đến mang đi. Ngươi hy vọng như thế sao? Lango nhún vai, xem ra là ta hiểu sai ý. Ta vốn cho rằng ngươi sẽ thích cảm giác đi thu hoạch thành quả của người thắng. Ngươi đi hái đi, ta đứng ở ngoài đây chờ. Lango dứt khoát nói rõ. Bộ trưởng, ngươi là đang sợ ta có mục đích gì khác sao, cho nên mới không muốn tiến vào trong khe nứt này. Ngươi đang không tin tưởng ta chăng? Đúng vậy, ta không tin tưởng ngươi. Ta thích phương thức nói chuyện như thế đấy. Lango nhìn xung quanh, thế nhưng mà bộ trưởng Karen, ngươi là có biết rằng ta không chỉ bố trí trận pháp ở trong khe nứt mà ở phía ngoài thật ra cũng có không? Ta biết chứ, trước khi vào, đây ta đã phá vỡ nó, động tác nhẹ nhàng một chút. Là do ngươi không phát hiện được mà thôi. Lango. Lango gượng cười, ngươi thật là cẩn thận. Thật ra ta biết ngươi hiểu về trận pháp, nhưng cũng không biết ngươi thế mà tinh thông đến vậy. Không phải tinh thông, trên một số phương diện thì luân hồi thần giáo phía trong cánh cổng luân hồi phát triển rất lạc hậu. Trận pháp mà ngươi am hiểu, trong thời đại này gần như đã trở thành bộ đề mẫu, muốn giải cũng không có gì khó khăn. À, thì ra là như vậy sao? Karen chỉ vào bên trong, hỏi. Thế nào, ngươi còn không muốn đi vào à? Ta đang do dự. Lango thẳng thắn, ngươi biết đấy, ở chỗ này, ta có thể có thêm một phần tự tin, có lẽ, ta có thể càng tham lam hơn một chút. Tham lam cái gì? Ngươi đã nói, cái cơ thể này hạn chế sự phát huy thực lực của linh hồn ta, đúng là như thế, không sai, nhưng đây đã là cơ thể thích hợp nhất mà ta có thể tìm được với điều kiện khi đó. Nhưng bộ trưởng Karen, cơ thể của ngươi, lúc trước khi gặp mặt thì ta đã nhận ra cơ thể của ngươi không bình thường, cực kỳ thuần khiết, rất sạch sẽ. Lần này gặp lại ngươi, ta phát hiện thân thể của ngươi càng khiến cho người ta say mê. Ngươi biết không, Bộ trưởng Karen, bất cứ thể linh hồn nào đều rất khó mà không động lòng tham đối với cơ thể của ngươi, cũng nhờ bây giờ vị trí của ngươi đã đủ cao. Nếu như ngươi bây giờ chỉ là một tên thần bộc, sợ là cũng sẽ bị cao tầng nào đó của trật tự thần giáo khác người chọn làm vật thí nghiệm. Các bạn đang nghe chuyện số 13 Phố Minh của tác giả Thuần Khiết Tích Tiểu Long tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2523, Tuyên Chiến, A. À không, xem như là bây giờ, thật ra ngươi cũng có thể đi cạnh tranh để trở thành người thừa kế thần tử. Karen hỏi, ngươi muốn cơ thể của ta? Ta không che giấu, ta thật sự đang thèm nhỏ dãi. Karen giang hai cánh tay, nói, nếu như ngươi muốn,
ta có thể không cần phòng ngự, ngươi cũng có thể đem linh hồn mạnh mẽ của mình mà lao vào chiếm lấy cơ thể này. Không, ta không dám, ta tham lam, nhưng khi ta đối mặt với ngươi, không có dũng khí lớn đến như vậy. Karen thúc giục nói, hãy ra quyết định nhanh lên nào. Lango híp híp con mắt. Ở trong khe nứt, trận pháp kia còn đang tiến hành vận chuyển lấy, sức mạnh linh hồn đang được rút ra từ những người trẻ tuổi, hội tụ đến chỗ mà Lango ngồi khi trước. Lúc này, Lango như đang có một số lượng lớn linh hồn đang làm công cho hắn, gánh chịu tiêu hao. Nói cách khác, bây giờ thực lực và năng lực sinh tồn của hắn đã được gia tăng lên rất lớn. Bởi vì có nhiều át chủ bài, cho nên tâm tư cũng nhiều lên. Darien đứng người lên, đi đến vị trí mấu chốt của trận pháp, hắn vỗ vỗ cái đầu chọc của mình, hắn không phải quá thông hiểu về trận pháp. Nhưng vẫn may là vấn đề cũng không có gì lớn, không hiểu trận pháp cũng có thể dùng gậy đập nát nó. Bên ngoài, Lango tựa như đã ra quyết, định, hắn giơ hai tay lên, lúc này ta sẽ đi lấy đầu người giúp cho ngươi, Bộ trưởng Karen. Karen hỏi, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Đã suy nghĩ kỹ, ta sợ, ha ha ha, chẳng nhẽ trông ta có vẻ rất không có tiền đồ sao? Karen lắc đầu, không sao, chỉ là thấy có hơi thất vọng mà thôi. Lango quay người, đi vào phía trong. Mà trong nháy mắt khi hắn xoay người, trong mắt Karen toát ra vẻ như vừa chút được gánh nặng. Biểu lộ cảm xúc một cách kín đáo, cô hết sức để che giấu, hoàn toàn là phản ứng vô ý thức từ trong nội tâm. Nhưng năng lực mạnh nhất của thể linh hồn vốn là cảm giác, ánh mắt của Lango cũng không hoàn toàn dựa vào đôi mắt của hắn. Hắn bắt được cảm xúc này của Karen, giờ khắc này, hắn gần như đã xác định Karen là đang phô trương thanh thế. Lango lại xoay người một cái, nhìn trực diện Karen, hô hấp cũng bắt đầu trở nên gấp rút. Ánh mắt Karen híp lại, cơ bắp trên người và biểu cảm đều nhanh chóng thả lỏng, cười nói, thế nào, ngươi lại đổi ý rồi sao? Nói xong, Karen giang hai cánh tay ra lần nữa, thúc giục nói, được rồi, ngươi vẫn cứ tới đây đi. Đừng để lại nỗi tiếc nuối gì, đến lúc đó trong lòng sẽ vẫn luôn bực bội đấy, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của mình. Trong nội tâm của Lango đang bắt đầu gào thét, ở đây thực lực của ta đang được tăng cường, ở trong phạm vi khu vực này ta hoàn toàn có thể ngăn chặn được hắn. Ai? Lango giơ tay lên, sau đó, bộp, một bàn tay tự quất mạnh lên mặt mình. Hắn nói, Bộ trưởng Karen, ngươi đã từng tiến vào cánh cổng luân hồi. Chắc hẳn cũng đã rõ ràng rằng thế giới trong cổng so với phía ngoài thì chẳng có gì an nhàn hơn cả, ngược lại cạnh tranh còn tàn khốc và khắc nghiệt hơn. Đúng vậy, cho nên ngươi còn đang do dự cái gì đây, lấy ra cái mặt tàn khốc kia của ngươi là được rồi. Không, ý của ta là, ta có thể sống đến bây giờ, có thể bò lên vị trí cao của luân hồi thần giáo trong cổng. Có thể thừa cơ hội lần kia mà ra thế giới phía ngoài, một số thời điểm cũng không phải dựa vào lòng dũng cảm của ta, mà là dựa vào sự nhát gan của ta. Ta không xác định được lúc ta vừa mới xoay người kia, cái cảm xúc trong ánh mắt của ngươi có phải là cố ý hiện ra cho ta thấy hay không, nhưng ta... Ha ha, ta thật rất sợ, ta vốn chỉ là một con chuột sống được khá lâu mà thôi. Mặt khác, ta sẽ nói cho ngươi biết một tin tức tốt trong mấy ngày khi trò chơi săn bắt này diễn ra. Phản quân của sa mạc đã tiến hành một loạt mũi tiến công rất hiệu quả đến các thánh địa của hoang mạc. Mỗi một quân cờ của các thần giáo được cài cắm nằm vùng trong hoang mạc thần giáo lúc trước cũng phát huy tác dụng rất lớn trong quá trình này. Ngoại trừ thánh địa Makinaza, còn có 3 khu thánh địa đã bị công phá, đoàn điều tra của ngươi là nhóm cuối cùng đến đây, trước đó còn có 3 đoàn điều tra, lúc ấy đều ở trong 3 khu thánh địa bị công phá này. Cho nên, ngoại trừ một chút cá con có thể thoát khỏi phá vây, toàn bộ đoàn điều tra của trật tự thần giáo phái đến hầu như đều bị tiêu diệt trong những cuộc tiến công của phản quân gần đây. Mục đích của các thần giáo chính thống là muốn thông qua phương pháp cực đoan này ép trật tự thần giáo tự mình ra trận. Hoang mạc thần giáo vốn chỉ là một giáo hội cỡ lớn, hiện tại không chỉ phải đối phó với nội loạn mà đồng thời còn gặp phải một loạt các thần giáo chính thống giở trò, cục diện thất bại gần như đã là điều tất nhiên. Các thần giáo trộn cát vào lẫn nhau dường như đã là một chuyện tất nhiên, ngay cả trong nội bộ của trật tự thần giáo cũng thường xuyên xuất hiện tình trạng gian tế. Hoang mạc thần giáo vốn đã thủng trăm ngàn lỗ, nội loạn vừa xuất hiện thì tất nhiên cũng sẽ sụp đổ rất nhanh. Phản quân sa mạc hiện tại đã nắm trong tay số lượng thánh địa vượt trên hoang mạc, giống như cuộc nội chiến trong một quốc gia, phản quân đã nắm quyền kiểm soát một số lượng lớn các thành phố.
Như vậy nếu tiếp theo không có sự tham gia của lực lượng bên ngoài, như vậy quân đội vốn của bên chính phủ sẽ bị biến thành dư nghiệt bị đuổi giết. Lango xoay người, hành lễ với Karen, chúc mừng ngài, Bộ trưởng Karen, trong bối cảnh lúc này. Khi ngài xách theo đầu của mười mấy người xuất hiện trong tầm mắt của trật tự thần giáo, vinh quang của ngài cũng không gì sánh được đâu nhỉ. Ta cũng không cảm thấy đây là tin tức gì tốt, mặc dù quả thật ta vì đó mà có được lợi ích. Nếu như về sau có cơ hội, chúng ta sẽ gặp mặt trên bàn đàm phán, ta hy vọng ngài có thể cho ta một chút mặt mũi. Cho nên, ân tình mà ngươi muốn là định dùng ở chỗ này sao? Xem là như thế đi. Vậy có lẽ ngươi đã nghĩ quá nhiều rồi. Oanh. Một tiếng rung lắc mạnh truyền đến linh hồn, vẻ mặt Lango hoảng sợ quay đầu nhìn về phía khe nứt. À, vì sao bây giờ ta còn cảm thấy buồn ngủ nhỉ? Không đúng, bây giờ ta không thấy buồn ngủ thì mới là chuyện kỳ lạ, ta đã sớm nên an nghỉ rồi. Darien vừa ngáp vừa đi ra, hắn báo cáo với Karen, trung tâm của trận pháp đã bị ta đập nát. Linh hồn của những tên kia bị nhốt ở trong, bị trận pháp tác động nên đã bị phá hủy không còn gì, nhưng thi thể vẫn còn nguyên. Nói xong, Darien giơ cái mầm cây trong tay mình lên, chuẩn bị tư thế sẵn sàng tấn công Lango. Sao ngươi làm được? Lango rất khó hiểu, hắn xác định khi ấy trận pháp cũng đã bao trùm lên trên người của Darien, linh hồn của hắn chắc chắn cũng đã bị giam cầm ở trong trận pháp. Chương 2524, tuyên chiến, 4. Ta nghĩ, đây cũng là điều kỳ tích của sinh mệnh. Darien bẻ bẻ cổ, còn nữa, bây giờ thế mà ngươi còn có tâm trạng để tò mò về chuyện này, ta cũng không nghĩ tới đấy. Vì cái gì không thể có, chúng ta là cùng một phe. Lango nói một cách đương nhiên, sau đó, nhìn về phía Karen. Đã mất đi sự hậu thuẫn của trận pháp, lại phải đối mặt với hai người này cùng liên thủ, hắn biết, cục diện của mình sẽ rất tệ. Karen khoát tay áo với Lango, nói, ngươi đi đi. À, được, cảm ơn. Lango lập tức gật đầu, đồ đạc trong khe nứt cũng không lấy đi, trực tiếp đi ra ngoài. Karen còn nói thêm, ân tình, không còn nợ. Đương nhiên, không nợ không nợ. Chờ sau khi Lango rời đi, Darien không hiểu hỏi vì cái gì không giữ hắn lại. Dù gì thì hắn cũng đã giúp đỡ chúng ta một chuyện lớn như vậy, chưa kể, hắn nhẫn nhịn được, không mắc sai lầm. Darien giật mình, à, ta đã biết, đây mới thật sự là đúng mực. Karen lắc đầu, các thánh địa gần đây của hoang mạc đều đã bị phản quân công phá, khoảng cách giữa chúng ta đến khu vực an toàn đã càng bị kéo ra xa. Ở thời điểm này, ta không muốn bị thương, vì một cái đầu có cũng được mà không có cũng chả sao. Ta sẽ theo ngài trở về sao? Darien hỏi, chẳng lẽ ngươi muốn về sinh mệnh thần giáo để làm nội ứng cho ta? Có thể, ngược lại cũng không tệ. Bây giờ ngươi đã không có linh hồn, quay về sinh mệnh thần giáo sẽ rất dễ bị phát hiện. Quan trọng nhất đó chính là, ta không có khả năng cứ cách một khoảng thời gian thì phải chạy đến sinh mệnh thần giáo để bổ sung năng lượng cho ngươi. Được rồi, vậy tiếp theo ta có cần thay thần bào khác, lại dùng một cái mặt nạ, có cần đội thêm tóc giả hay không? Ta đề nghị không cần, con chó ta nuôi trong nhà kia nếu trông thấy cái đầu chọc này của ngươi thì chắc hẳn sẽ có cảm giác rất thân thiết. Lúc này Darien có chút uất ức mà nói, ngài cũng không thể nói như thế được. Ta là trở thành kỵ sĩ trật tự của ngài, nhưng cũng không nên nhục nhã ta như vậy chứ. Ngài nói như vậy, thật sự là quá. Con chó nhà ta tên Ranedan, là tà thần bị trật tự phán định vào kỷ nguyên trước. Quá đúng mực. Sau khi cắt đầu, chỉnh trang, đóng gói, số lượng đầu người rất nhiều, nhưng cũng may, sau khi tập hợp với đám người của Richard, có cốt long làm xe vận chuyển. Sau một phen bay lượn giữa sa mạc mênh mông để tìm kiếm, đám người Karen rốt cuộc cũng tìm được cái điểm liên lạc bí mật của trật tự thần giáo kia. Liên hệ về trong giáo, nói cho đúng thì là liên hệ về đòn roi kỷ luật, thần điện công vụ của trật tự thần giáo. Đại tế tự Norton ngồi trên ghế, hai tay khoanh lại đặt trước người, trên cái bàn trước mặt có một cái tàn thuốc, phía trên là một điếu xì gà đang cháy. Ở phía dưới, có 8 cái ghế ngồi, theo thứ tự là người phụ trách từng hệ thống trong trật tự thần giáo, có người sắc mặt lạnh nhạt, có người thì đầy vẻ thấp thỏm. Mọi người đều biết, Đại Tế Tự vừa mới kết thúc hội nghị bàn tròn cấp cao của giáo đình, mà trong hội nghị đó đã nổ ra một cuộc cãi và rất dữ dội, đề tài thảo luận chính là về sự kiện của hoang mạc thần giáo. Sensina, Avaroti,
Pakun. Ba vị bị gọi đến tên lập tức đứng dậy rời ghế, hướng mặt về phía đại tế tự. Ba người bọn họ là người phụ sự vụ tương quan của Hoang Mạc Thần Giáo. Ta cho các ngươi chọn lựa ba khu vực không gian khai thác để đến làm việc, ngày mai đi đến nơi các ngươi cần đến để báo cáo công tác, ở những nơi đó cần các ngươi. Ba người cùng hô lên, vâng, đại tế tự. Ba người này rời khỏi tòa thần điện công vụ này, đây tuyệt đối là nhân vật cấp cao của trật tự thần giáo, nhưng con đường quan chức của bọn họ cũng đã bị quyết định bởi một câu nói của đại tế tự. Việc này trên khía cạnh cũng đã cho thấy mức độ khống chế quyền lực của đại tế tự đương thời, quyền lực lớn nhỏ. Sự thể hiện trực quan nhất là đến từ việc thay đổi nhân sự, mà cái này cũng dễ dính líu đến sự phản ứng của các phe phái nhất. Nếu như là đại tế tự Rasma tiền nhiệm muốn trừng phạt đưa một ai đó đến không gian khai thác, còn phải cần đệ trình ở trên hội nghị bàn tròn để hoàn tất quy trình, thậm chí còn phải nghe một chút ý kiến từ phía thần điện, hiện tại thì không cần. Bên ngoài đã có lời truyền ngôn nói rằng đại tế tự Norton bây giờ là một Protaras khác sau 1.000 năm trôi qua, là đại tế tự thứ hai có được quyền hành lớn như thế. Đại tế tự cầm lấy xì gà, hút một hơi, sau khi phun khói ra, mở miệng nói, chuyện của Hoang Mạc đã quá mất mặt rồi. Ba vị Hồng Y giáo chủ đứng dậy trước tiên, những người phụ trách các hệ thống khác cũng đứng dậy theo, đang chuẩn bị nhận tội tập thể. Đại tế tự vẩy vẩy xì gà, nói, giảm bớt quy trình, nói cụ thể xem phải sửa sai như thế nào đi. Ba vị Hồng Y giáo chủ nhìn nhau, cũng đều ngồi xuống, từng người phụ trách ở phía sau cũng đều ngồi xuống. Lúc này, người cầm roi Verdon cố ý nhìn về phía một vị bộ trưởng của bộ tuyên truyền. Đó là nhân vật đứng hàng thứ ba trong hệ thống tuyên truyền của trật tự thần giáo, chuyên môn phụ trách công tác tuyên truyền dư luận đối nội của thần giáo. Trước lúc tiến vào phòng hội nghị, Verdon mới vừa nhận được tin tức từ hệ thống đòn roi kỷ luật của mình. Tin tức này để người cầm roi khi vừa nhìn thấy đều phải kinh ngạc. Phản ứng đầu tiên rằng đây có phải là tin tức giả hay không? Kết quả sau khi nhìn thấy người ký tên và danh sách chiến lợi phẩm thì lập tức xác nhận tính chân thực của tin tức này. Rất nhiều thứ đều có thể làm giả, nhưng đầu người cũng không có khả năng làm giả những cái đầu người bị cắt xuống kia. Tùy tiện phát động mạng lưới tình báo đi thăm dò một chút thì sẽ biết bọn hắn có còn đang xuất hiện ở trong thần giáo của mình hay không. Mà đầu người sắp được dịch chuyển về, trễ nhất là chạng vạng tối sẽ có thể tận mắt nhìn thấy những cái đầu người kia. Các bạn đang nghe chuyện số 13 Phố Minh của tác giả Thuần Khiết Tích Tiểu Long tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2525, Tuyên Chiến, 5. Nagil nhận được ánh mắt nhắc nhở của Verdon, do dự một chút, vẫn đứng lên nói, đại tế tự, vừa nhận được một tin tức. Một đoàn quan sát được tạo thành những người trẻ tuổi của các thần giáo, trong lúc đuổi giết một thành viên của đoàn điều tra, toàn bộ đã bị giết ngược. Ta cho rằng tiếp theo khi thần giáo chúng ta công bố sự thất bại ở hoang mạc, có thể cường điệu tuyên truyền về chiến công này, nhằm triệt tiêu ảnh hưởng trái chiều trong thần giáo. Một thành viên là đang nói về Karen, về phần Philomena và Richard là tùy tùng theo cùng, cho nên trong báo cáo, bọn họ tạm thời không tính là người. Là ai? Karen. Silva, bộ trưởng bộ chấp pháp đòn roi kỷ luật của đại khu thành phố York, hắn là một thành viên của đoàn điều tra lần này, thuộc danh sách đoàn người cuối cùng tiến về phía thánh địa Makina. Karen. Silva. Đại tế tự cười cười, đặt điếu xì gà xuống, ta nhớ được hắn, Verdon. Verdon lập tức đứng người lên, nói, hắn là người trẻ tuổi được bồi dưỡng trọng điểm trong đòn roi kỷ luật. Trước đó trong sự kiện ô nhiễm thần tính bùng phát ở Win, hắn tự mình dẫn đoàn đi xuống khu vực hang động ô nhiễm để mang thần khí ra. Hiện tại, người cầm roi tức trưởng khu của đại khu thành phố York bởi vì muốn tạm thời rời khỏi cương vị công tác nên chúng ta đã quyết định để Karen thay thế vị trí người cầm roi của đại khu. Cố ý kể thêm những câu sau là rất cần thiết, bởi vì khi tiến hành luận công mà ban thưởng cũng sẽ không giống nhau, ý của Verdon đơn giản. Cái người trẻ tuổi tên Karen kia đã là trưởng khu đời tiếp theo, phương diện khen thưởng tự nhiên sẽ được nâng cao cấp bậc lên. Đương nhiên, hắn cố ý kể chuyện của Karen ra cũng không phải đơn giản là vì dìu dắt Karen. Đại tế tự nhẹ gật đầu, hắn ngược lại là đã kiếm về một ít mặt mũi cho thần giáo chúng ta, người trẻ tuổi như thế cũng không cần phải quá để ý tuổi tác rồi. Có ít người bình thường tự xưng là lão làng thận trọng, lúc gặp phải chuyện thì ngược lại tay chân bắt đầu luống cuống. Verdon mở miệng nói, đại tế tự,
Việc quan trọng nhất bây giờ là phải tạo dựng lại hệ thống tình báo của chúng ta ở hoang mạc. Lần này là do công tác tình báo không được chính xác cho nên mới dẫn đến tình trạng như vậy. Ta cho rằng đối ngoại, nhất là đối với công tác tình báo ở những khu vực nhạy cảm, cần phải bỏ đi thói quen liên hợp giữa nhiều bộ môn với nhau, bởi vì cái này không chỉ sẽ dẫn đến chức năng bị trùng lặp mà còn dễ để lộ bí mật. Đại tế tự hỏi, ý của ngươi là, ngươi đang muốn tiếp quản. Verdon lập tức đáp lại nói, đúng, đòn roi kỷ luật nguyện ý phụ trách công tác tái kiến thiết hệ thống tình báo ở hoang mạc, tuyệt sẽ không để sự việc tương tự lần này phát sinh. Nhìn xem, các ngươi nhìn xem, cái đuôi chó của hắn ta cũng lộ ra rồi. Đại tế tự vừa cười vừa nói. Rất nhiều nhân vật ngồi phía dưới cũng đều phối hợp mà phát ra tiếng cười. Người cầm roi Verdon cũng phối hợp lộ mà thể hiện ra chút sự ngại ngùng khi tâm tư của mình bị phát hiện. Chỉ có ở chỗ này, trước mặt đại tế tự, những nhân vật ngày thường đều cao cao tại thượng này mới có thể khôi phục lại không khí trợ búa như thế. Cho nên, rốt cuộc cũng phải nhờ thuộc hạ của mình có tài năng. Làm được việc thì khi nói chuyện mới có thể có khí phách như vậy. Các ngươi về sau cũng học hỏi nhiều hơn đây, muốn lấy lòng phía trên, trước đó cũng phải đem ra một ít thành tích cho người khác nhìn thấy. Verdon, việc tái thiết hệ thống tình báo ở hoang mạc sẽ giao cho đòn roi kỷ luật. Vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Đại tế tự điều chỉnh lại tư thế ngồi một lần nữa, tất cả mọi người phía dưới cùng cũng điều chỉnh theo. Ở trên hội nghị bàn tròn, ý kiến của các trưởng lão rất khác nhau, có người chủ trương muốn khai chiến. Cũng có người nói rằng đây rõ ràng là đang tái hiện lại cảnh tượng năm đó khi trật tự chúng ta đối kháng với ánh sáng, là một cái hố, cũng không thể nhảy vào. Các ngươi thì sao? Có cách nhìn thế nào? Tạm thời, không ai dám đứng dậy nói chuyện, bởi vì mọi người còn chưa xác định được ý nghĩ của Đại Tế Tự. Lúc này, Hồng Y giáo chủ Chris phụ trách việc chiến tranh đối ngoại, mở miệng nói, Đại Tế Tự, ta cho rằng mặc kệ như thế nào. Thần giáo chúng ta cũng không thể ngồi yên nhìn sa mạc dưới sự duy trì của các thần giáo khác trong bóng tối mà hoàn toàn thay thế hoang mạc. Sau khi Chris nói ra lời này, tất cả mọi người nhao nhao giống như là được uống thuốc an thần. Lập tức đứng dậy phát biểu góc nhìn cứng rắn của mình trong phòng nghị sự, giống như là có một bầy diều hâu đang bay múa loạn xạ. Bởi vì tất cả mọi người đều rõ, lời Chris nói chắc chắn là ý nghĩ của Đại Tế Tự. Đại Tế Tự đặt xì gà xuống, nói, mục đích của bọn hắn là cái gì, chúng ta đều rất rõ ràng. Trước đó không lâu, không phải chúng ta vừa mới công khai một phương án cải cách động viên chiến tranh sao, là thời điểm để mở rộng nó toàn diện. Lúc này, Verdon đứng người lên nói, Đại Tế Tự, người cầm roi của đại khu thành phố York đưa ra một phương án cải cách mới, sau khi xem qua thì ta cho rằng nó đã quá cấp tiến. Nhưng bây giờ có lẽ với một phương thức ôn hòa thì khó có khả năng thỏa mãn tình thế bây giờ. Phương án cấp tiến sao, lại là đại khu thành phố York để lên à? Đúng vậy, dù sao thì đại khu thành phố York vẫn luôn là đại khu cải cách khuôn mẫu của đòn roi kỷ luật. Nếu như phương án cải cách này được áp dụng, vậy người thi hành nó sẽ là Karen. Hiện tại hắn còn đang ở một điểm liên lạc của chúng ta trong hoang mạc, chờ sau khi hắn trở về, sẽ tiếp nhận vị trí người cầm roi đại khu. Đại tế tự nhẹ gật đầu, nói, cải cách cấp tiến cũng nên để cho những người trẻ tuổi cấp tiến thử nghiệm. Trước hết cứ để cho hắn làm đi, các ngươi nhìn chằm chằm vào, nếu như xảy ra vấn đề gì, ngừng lại là được. Vâng, đại tế tự, người cầm roi ngồi xuống, ánh mắt của không ít người xung quanh đều xuất hiện sự ghen ghét. Dù sao thì hôm nay hắn cũng đã lợi dụng công trạng của một người trẻ tuổi trong hệ thống, trực tiếp giành lấy hai hạng mục về cho hệ thống của mình. Một hạng mục thì để đòn roi kỷ luật thoát khỏi quán tính chỉ, giám sát đối nội, bắt đầu chính thức phát triển đối ngoại. Một cái khác thì là phương án cải cách này có thể tiếp tục tăng cường sức ảnh hưởng của đòn roi kỷ luật ở trong giáo. Verdon đã từng tự mình xem xét cái phương án kia, thế này sao lại là phương án cấp tiến, rõ ràng là đang đề cử phương án. Cũng chính là vì người đề ra phương án này là vợ của thần tử, nếu không thì những trưởng khu bình thường khác cũng không dám đưa cái phương án này ra. Đại tế tự đưa tay, nhẹ nhàng gõ một cái, phòng nghị sự trong nháy mắt yên tĩnh lại. Ta tuyên bố, trật tự thần giáo chúng ta chính thức tham gia vào nội chiến hoang mạc. Bọn chúng không phải là muốn lấy máu của chúng ta sao? Tốt, vậy chúng ta sẽ dùng bọn chúng để luyện binh. Chương 2526, về nhà, 1. Hai băng ghế dựa lớn, mỗi băng dài tầm 3 mét, mỗi tay con nở một cái, khiêng lên lầu,
đi vào lên sân thượng ở lầu 2, đặt xuống. Sau khi xác nhận là đã sắp xếp hợp lý, Connor mới hài lòng nằm lên trên một băng ghế, vừa mới uống thuốc xong cô bé lại bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ. Cách giáo dục của PALL hiển nhiên là cực kỳ thành công, cho dù lúc ở bên ngoài thì Connor cũng tuân thủ theo thói quen sinh hoạt ở nhà một cách cẩn thận. Tay trái Karen cầm một ly nước, tay phải cầm một cái bình giữ nhiệt chứa nước đá, dưới nách kẹp một phần tuần báo trật tự đi lên sân thượng. Ở trong ốc đảo trên sa mạc, uống nước đá ngồi xem báo, thật là một chuyện rất thoải mái. Từ khi tìm được điểm liên lạc thì đã qua một khoảng thời gian, báo cáo về tình huống của đoàn điều tra, báo cáo chiến sự, báo cáo quan sát sự vụ, Karen cũng đã nộp lên mấy chục cái đầu người kia. Hiện tại cũng đã được cao tầng của thần giáo tuyên truyền, phần tuần báo trật tự vừa cầm được vào tay hôm nay, ở bức ảnh lớn đăng trên trang thứ hai là ảnh chụp về cái chồng đầu người kia. Do chủ biên của tuần báo trật tự tự mình chấp bút, một trang lớn bút mực dùng để miêu tả công tích lần này của Karen. Viết rất mềm mại, viết rất xúc động, viết rất nhiệt huyết, viết cũng rất phô trương, để cho Karen cũng muốn tự mình làm quen với cái vị tên là Karen ở trên báo này. Chỉ có thể nói, chủ biên không hổ danh là chủ biên, bút lực này thật đúng là để cho người ta khâm phục. Vào thời khắc nguy cấp, mình nhớ về trật tự, thời khắc gian nan, dựa vào niềm tin vào trật tự để giải phóng ra lòng chiến đấu ngoan cường. Vị chủ biên này dùng rất nhiều phép so sánh để miêu tả sự chuyển biến trong nội tâm của Karen. Karen vừa đọc vừa thấy buồn cười, chỉ cảm thấy vừa lạ lẫm vừa thú vị. Bây giờ tạm thời Karen còn không thể trở về bởi vì thân phận bây giờ của anh cực kỳ xấu hổ. Trên danh nghĩa, anh còn thuộc về thành viên của đoàn điều tra, mặc dù đoàn điều tra bây giờ gần như đã bị hủy diệt, nhưng người có thể ngược lại, tự thế cũng không thể bỏ. Thậm chí anh nhận được sự bổ nhiệm từ trong thần giáo, trở thành phó đoàn trưởng lâm thời của đoàn điều tra. Mặc dù là lâm thời, vẫn còn là phó, nhưng chức vị này đối với Karen bây giờ mà nói cũng vẫn xem như là đã trèo cao. Nhưng ai bảo sau khi đoàn điều tra bị tiêu diệt, Karen là thành viên thứ nhất trong đoàn điều tra chủ động liên lạc về thần giáo. Tiếp sau cũng còn có một chút nhân viên lẻ tẻ khác trốn thoát ra được, nhưng phần lớn chức vị còn không cao bằng Karen, cho dù có cao hơn thì cũng có hạn. Dù sao là cũng là một cái danh hiệu mà thôi, còn không bằng đưa cho người lập công, cũng xem như là đến nơi đến chốn. Sau khi trở về báo cáo công tác thì còn phải đi qua quy trình, dù sao thì đoàn viên hy sinh còn phải xin tiền trợ cấp. Cũng giống như dự đoán của Lango, lần này mình thông qua cuộc săn đầu người, có được một phần vốn chính trị rất lớn. Lúc trước kia sân khấu chỉ trong đại khu thành phố York, mình bây giờ rõ ràng đứng ở dưới ánh đèn của toàn bộ thần giáo. Trong việc tuyên truyền của trật tự thần giáo cũng không có thay đổi gì ngoài ý muốn, trước hết là công bố sự tổn thất của 7 đoàn điều tra rồi sau đó cường điệu tuyên dương về chiến tích của Karen. Chuyện duy nhất mà Karen không thể dự liệu được có lẽ là thái độ của trật tự thần giáo đối với chuyện hoang mạc, thế mà lại cứng rắn như thế. Trang đầu là đăng về bài phát biểu của Đại tế tự Norton. Đầu tiên là xác định tính chất sự việc của đoàn điều tra hoang mạc, đánh dấu nó là một sự khiêu khích và xâm phạm trực tiếp đối với trật tự. Sau khi xác định thì đến biện pháp, không có những lời khách sáo, cũng không có gì trì hoãn, càng không buông lời cảnh cáo, mà là trực tiếp nói rõ rằng trật tự thần giáo sẽ tự mình ra mặt, gột sạch tất cả những bụi bặm bám trên trật tự. Trong đó, có 3 câu nói làm cho Karen cảm thấy ấn tượng nhất. Câu nói đầu tiên là, có người muốn cắt ra một chỗ để chúng ta tiếp tục chảy máu, cho rằng làm như vậy có thể kéo ngã chúng ta, nhưng bọn hắn không biết, tín đồ trật tự chúng ta ngay cả cái chết còn không sợ, nào sẽ sợ phải đổ máu sao? Ngay cả cái chết còn không sợ trong câu nói này cũng không phải là cụm từ để miêu tả về sự dũng cảm, mà là để nói về kỵ sĩ đoàn thứ nhất. Đây là trực tiếp công nhận trật tự thần giáo sẽ sử dụng món vũ khí lớn nhất, tiến hành cổ vũ cho tín đồ trật tự bên mình, tiến hành trấn nhiếp giới giáo hội. Nói cho toàn bộ giới giáo hội, ở trong sự kiện này, cơ chế xử lý cao nhất của trật tự thần giáo có thể đạt đến mức độ sử dụng trật tự kỵ sĩ đoàn. Món vũ khí này vốn là được sử dụng như thế, có thể nó vẫn luôn ngủ say, nhưng tuyệt đối không thể không có. Mà giá trị của nó không phải nằm ở việc sử dụng hay không, không có việc gì mà lôi ra đem phơi nắng thì cũng có thể phát huy tác dụng. Câu nói thứ hai, trong quá trình hoang mạc thần giáo xử lý nguy cơ lần này, năng lực yếu kém, tín ngưỡng dao động, không đáng để tín nhiệm và gửi gắm. Câu nói này nhìn như Đại tế tự trực tiếp đưa ra lời phê bình với hoang mạc thần giáo,
thể hiện sự bất mãn. Trên thực tế là đang xác nhận quan hệ chủ tớ khi trật tự thần giáo tham gia vào sự kiện lần này. Hoang mạc thần giáo quá phế vật, cho nên mục đích tiếp theo của trật tự thần giáo khi tham gia vào không phải là để giúp đỡ hoang mạc, mà là trật tự thần giáo đơn phương báo thù. Trật tự thần giáo sẽ không tốn thêm sức lực và chi phí để nhất định phải nâng đỡ một cái lớp da hoang mạc, cũng chính là một cái chính quyền bù nhìn. Nhìn từ trên thực tế, tiếp tục duy trì sự tồn tại của hoang mạc thần giáo có thể giảm chi phí tham gia xuống và duy trì của trật tự thần giáo và đứng cao trên phương diện đạo đức. Nhưng xem xét trên lợi ích lâu dài, tiếp tục duy trì sự tồn tại của hoang mạc thần giáo chỉ có thể để nó tiếp tục trở thành điểm chảy máu của trật tự thần giáo. Ngay sau một khi lực lượng của trật tự rút đi, có lẽ trong nháy mắt hoang mạc thần giáo sẽ ngã xuống. Các bạn đang nghe chuyện số 13 Phố Minh của tác giả Thuần Khiết Tích Tiểu Long tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2527, về nhà, 2. Bởi vậy, cái giáo hội bị thẩm thấu đến mức thủng trăm nghìn lỗ này đã không còn cần thiết để cứu giúp. Chưa kể, trật tự vốn là dự định nắm giữ và chiếm đoạt nó, hiện tại, dứt khoát chia rẽ nuốt hết, không cần che đậy. Đồng thời, cái này cũng mang ý nghĩa trật tự thần giáo sẽ không bước vào vũng bùn của cuộc chiến trị an như truyền thống, chúng ta chỉ là đến giết người, không phải đến quản lý. Karen không khỏi bồi hồi, đây là muốn xem hoang mạc như không gian khai thác để mà đối đãi. Các thần giáo lớn đều có không gian thuộc về mình, trong phần lớn các không gian đều có dân bản địa hoặc không phải nhân loại. Đối với việc này, phương pháp xử lý cơ bản của các thần giáo đều là trước tiên thanh lý sau đó tái kiến thiết. Cho nên tiếp theo trật tự thần giáo tập trung vào việc thanh lý sinh lực địch của thế lực phản quân, ta không muốn mảnh đất này. Ta cũng không cần duy trì tín ngưỡng ở khu vực này, ta từ bỏ hoàn toàn tất cả lợi ích ở đây, ta chỉ đến để giết người. Chi phí sẽ rất lớn, có lẽ phải xây dựng mấy cái cứ điểm, mỗi lần hành động quân sự thì lực lượng của trật tự còn phải được đưa đến thông qua trận pháp dịch chuyển tức thời. Nhưng như vậy có thể mang lại hiệu quả duy trì sinh lực của bản thân. Luyện binh sao? Karen không khỏi nghĩ đến điều này. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ đến lúc đó không chỉ có là kỵ sĩ đoàn, chú quân. Ngay cả các đại khu đều sẽ thay phiên tổ chức lực lượng đưa đến hoang mạc để tham gia nhiệm vụ, dùng cái này đến rèn luyện tín đồ. Nói không chừng không lâu sau mình trở về còn phải quay trở lại đây, mang theo đoàn dân binh của đại khu thành phố York. Câu nói thứ ba, gần như đã chứng thực phỏng đoán của Karen, đại tế tự nói, thời gian bắt đầu trận chiến này sẽ do chúng ta quyết định, thời gian kết thúc, để cho bọn hắn quyết định đi. Nếu chỉ dựa vào một mình câu nói này, để người ta cảm thấy đây là một sự yếu đuối và bất đắc dĩ. Nhưng cân nhắc đến những câu nói trước đó và trọng lượng của trật tự thần giáo, bầu không khí lập tức thay đổi, thể hiện ra một sự tự tin siêu nhiên. Người lãnh đạo có thái độ cứng rắn, luôn có thể dễ thu hoạch nhận được sự yêu thích, bởi vì như vậy sẽ dễ tạo ra cảm giác được bảo vệ và tự hào cho mọi người. Nhưng nếu như không cân nhắc đến tình huống thực tế, một vị lãnh đạo cứng rắn rất dễ dàng dẫn đến cục diện tiếp tục chuyển biến xấu, thậm chí là lật xe. Karen cũng không rõ ràng, dùng thái độ cứng rắn này thì tương lai rốt cuộc sẽ trở nên ra sao, bởi vì cho đến trước mắt, bản thân Karen vẫn có cảm giác là một hạt cát trong một thời đại, anh nhìn thấy, anh kinh lịch, anh tham dự, nhưng vẫn bị cuốn theo thời cuộc. Điều đáng để nhắc đến đó là sau khi lời phát biểu này được đưa ra, phản quân sa mạc lúc này ngừng việc thừa thắng xông lên, không tiếp tục tiến đánh các cứ điểm khác của hoang mạc thần giáo để đuổi tận giết tuyệt, mà lại nhanh chóng co cụm lực lượng, di chuyển tài nguyên, ngay cả những khu thánh địa cỡ lớn kia sau khi chiếm được có vẻ cũng không có ý định tiếp tục thủ vững, bắt đầu chuẩn bị chia thành tốp nhỏ. Bởi vì phản quân và những thần giáo chính thống đứng sau phản quân đều rất rõ ràng, coi như tập kết tất cả lực lượng để phòng thủ trong thánh địa. Khi trật tự kỵ sĩ đoàn xuất hiện, vẫn không thể nào ngăn cản được vó ngựa của trật tự. Bởi vì nguyên nhân này, không ít tín đồ hoang mạc có thể trốn ra khỏi khu vực mà phản quân đang chiếm đóng, ở trong cái cứ điểm nhỏ của Karen, gần đây cũng có không ít người đến. Một người phụ nữ mặc váy dài màu vàng xuất hiện sau lưng Karen, cô ta tên là Denimir. Ông nội của cô ta là một cao tầng của hoang mạc thần giáo, cha của cô ta vốn là một người quản lý thứ ba của một tòa thánh địa. Trong khoảng thời gian trước đây, ông nội và cha của cô ta lần lượt chết trong tay của phản quân, bản thân cô ta thì trốn thoát được, sau khi phản quân co lại thì thừa cơ chạy khỏi.
Thân phận của cô ta là cao quý, nhưng điều kiện tiên quyết của sự cao quý này là Hoang Mạc Thần Giáo còn có thể tiếp tục tồn tại. Karen biết được tâm tư của cô ta khi tiếp cận mình, hy vọng thông qua quan hệ cùng với mình để duy trì một sự ổn định. Hình thức của loại hành vi này, dựa theo lẽ thường thì rất đương nhiên. Chỉ có điều cô ta chắc chắn phải thất vọng, bởi vì Karen không có ý định tiếp tục ở lại hoang mạc để phát triển, anh đang chờ đợi được triệu hồi về. Sau khi đến đại khu Dinger để báo cáo công tác, thì quay về đại khu thành phố York để làm trưởng khu, thành phố York mới, là trụ sở kế tiếp của anh. Ở lại hoang mạc làm một nhánh quân phiệt của trật tự, ăn ngon uống say, còn có phụ nữ quý tộc của hoang mạc tiếp khách. Cuộc sống như vậy, có lẽ người như bá tước Rika sẽ thích, nhưng Karen cũng không thích. Denimir ngồi xuống bên cạnh ghế ngồi của Karen, con thằn lằn sa mạc nhỏ ở trên bả vai của cô ta cũng bò xuống. Có vẻ cũng muốn bò đến chỗ ghế nằm của Connor, dù gì thì chủ nhân của hai bên cùng đối thoại, còn vật nuôi thì đi cùng với vật nuôi. Connor đang ngủ say, lúc này xoay người một cái, khẽ nhíu mày, con thằn lằn sa mạc kia vào lúc này dừng lại tại chỗ, không dám bò lên trước, chỉ dám nằm yên tại chỗ, rất giống với chủ nhân của nó. Karen thở dài, khép tờ báo lại, nói, tiểu thư Denimir, ta đã từng nói, cô không cần phải phí công tìm cách dựa dẫm vào ta, ở chỗ của ta, cô cũng không thể nào lấy được thứ mình muốn. Ta đồng ý đi theo ngài rời khỏi hoang mạc, thưa ngài Karen. Nhưng ta không đồng ý mang cô rời khỏi hoang mạc, thưa tiểu thư. Ta nguyện ý trả giá tất cả, chỉ cần ngài có thể ban cho ta một sự yên bình. Ta không cần cô phải trả giá gì cho ta, ta cũng không có tư cách để ban cho bất kỳ ai sự yên bình gì. Ngài, thật sự nhẫn tâm như vậy sao? Tiểu thư Denimir lộ ra vẻ mặt đau thương nhu nhược, xuất thân cô ta cao quý, trong quá khứ cũng hẳn là ngôi sao trong các buổi tiệc của cao tầng, bây giờ đóng vai yếu đuối cũng cực kỳ thành thạo. Chương 2528, về nhà, ba. Karen nhẹ gật đầu, nói, ta đã có vị hôn thê, ta không muốn những người phụ nữ khác sẽ ảnh hưởng đến gia đình của ta. Được rồi, ta đã biết, cảm ơn ngài đã thu lưu ta trong khoảng thời gian này. Cô hẳn là phải đi cảm tạ người phụ trách của cứ điểm liên lạc này, thật ra ta cũng là được thu lưu mà thôi. Được rồi, tiểu thư, bây giờ ta cần nghỉ ngơi, cô đã quấy rầy ta. Tiểu thư Denimir đứng dậy rời đi, con thằn lằn của cô ta cũng đi theo. Chỉ chốc lát, Darien mặc thần bào trật tự trên người, đeo thêm mặt nạ trên mặt đi tới, tò mò hỏi. Ta vốn cho rằng ngài sẽ ôm cô ta vào trong phòng, sau một hồi lên xuống chập chờn thì tạo ra đốm lửa của sinh mệnh. Karen vừa tiếp tục lật qua lật lại tờ báo vừa nói, chờ sau khi người trở về rồi nhận được sự giáo dưỡng từ hầu nam của ta thì ngươi cũng sẽ rõ ràng. Ta không thích người khác lắm miệng về việc tình cảm riêng tư của ta. Đây không phải tình cảm riêng tư, đây là vì truyền thừa sinh mệnh. Darien kéo một cái ghế qua, ngồi xuống bên cạnh Karen, sự ước thúc của luân lý và đạo đức hôn nhân sẽ giảm xuống sự tăng trưởng của sinh mệnh. Ta rất tò mò, vì sao ngài lại phải khắc chế dục vọng của mình đây? Bởi vì ta không muốn đứa con mà cô ta sinh ra trở thành một người giống như ngươi, Darien. Karen đặt tờ báo xuống, nhìn về phía hắn, tiếp tục nói, sinh mệnh không nên chỉ chú trọng số lượng mà xem nhẹ chất lượng, nếu không thì giá trị và ý nghĩa của sinh mệnh cũng giống vậy mà bị hạ thấp xuống. Darien thở dài, được rồi, ta hiểu ý của ngài. Gần đây trạng thái cơ thể ra sao rồi? Khôi phục cực kỳ tốt, đây là điểm mà ta cảm thấy thần kỳ nhất. Ta rõ ràng đã chết, nhưng hoạt tính của sinh mệnh không những không hạ xuống mà ngược lại càng sinh động hơn. Ngài có biết rằng, lúc trước khi ta sử dụng thuật pháp để tiến hành cải tạo và kích hoạt tiềm năng của cơ thể còn cần phải lo lắng giới hạn chịu đựng cực hạn của linh hồn. Hiện tại, giới hạn này đã được nâng cao. Hệ sinh thái của quy tắc mà ngài để lại trong cơ thể ta, nó rất yếu đuối, nhưng lại cực kỳ cứng cỏi. Cái này đối với ngươi mà nói, là chuyện tốt. Đúng vậy, chuyện tốt. Bây giờ ta đã dần dần hoài nghi, linh hồn có thể là sự vướng víu đối với sinh mệnh. Ngươi lại đang cực đoan. Đây là điều không thể tránh khỏi. A, ca ngợi trật tự. Tư thế tay của ngươi không đúng. Ta sẽ cố gắng cải tiến. Gần đây ngươi vẫn luôn giao chiến với Philomena, phải không? Đúng vậy, cô ta là một đối thủ rất khó giải quyết. Chiến đấu với cô ta, rất thú vị. Chiến đấu với ngài, thật là thật nhàm chán. Mong ngài tha thứ ta đã mạo phạm.
nhưng ta thực sự cảm thấy phương pháp chiến đấu của ngài không có chút vẻ đẹp nào. Chỉ là dựa vào nội tình, nghiền ép và nghiền ép. Cái loại cảm giác mình sẽ thua ngay từ khi bắt đầu, cứ luôn đeo theo cho đến khi ta thật sự thua, thật sự là không chút bất ngờ nào, cũng không có chút niềm vui nào. Trước khi chiến đấu, ta đã chắc chắn mình có thể thắng, đây chính vẻ đẹp trong cách chiến đấu của ta. Cho vào thời kỳ cuối của kỷ nguyên trước ngài nổi điên là bởi vì ngài quá nhàm chán sao? Ngươi không cần thăm dò ta những thứ này. Không phải thăm dò, ta cũng đã khởi tử hoàn sinh, ta còn cần thăm dò ngài làm gì, ta chỉ cảm thấy tò mò. Nếu thấy tò mò thì sau khi trở về đi hỏi con chó ở nhà đi. Bây giờ mỗi ngày ta đều bôi sáp lên trên đầu của mình, hy vọng có thể lấy tư thái tốt nhất để đối mặt nó. Lúc này, Richard đi tới, trong tay cầm một phần văn thư, Karen, đoàn điều tra được điều về đại khu Dinger. Karen cõng Connor đi vào trong trận pháp dịch chuyển, Darien bước đến trước hỏi, hay là để ta cõng giúp ngài? Nếu ngươi cõng nó sẽ tức giận. Karen vừa nói vừa nghiêng mặt qua, Connor đặt cằm trên bờ vai của mình mà ngủ say. Cái này khiến Karen không nhịn được mà đưa tay nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt của Connor. Đứa trẻ đáng yêu luôn luôn làm người ta yêu thích bởi vì bọn chúng đáng yêu, nhưng điều kiện tiên quyết là bọn nó biết ngoan ngoãn nghe lời. Sau khi Karen đứng vào trong trận pháp, trong một đám nhân viên còn lại của đoàn điều tra đứng ở bên ngoài, có một nửa là nghiêm túc hành lễ với Karen, rồi lại bước vào. Trong bốn đoàn điều tra được đưa đến, trong số người trốn ra được có một nửa là đoàn điều tra ở thánh địa Makina, đều là nhờ lúc trước Karen dẫn họ ra để bố trí cảnh giới. Nhất là các bộ trưởng đòn roi kỷ luật ở các đại khu khác, sự tôn trọng và cảm ơn Karen xuất phát từ tận trong lòng. Chỉ có điều trong khoảng thời gian Karen đảm nhiệm chức vụ phó đoàn trưởng lâm thời này, từ chối tất cả những lời cầu kiến, Karen mệt mỏi, anh muốn yên tĩnh để nghỉ ngơi. Nhưng Richard không rảnh rỗi. Richard đã cùng bọn họ làm tốt quan hệ, chỉ hận không thể mỗi ngày cùng nhau uống rượu tâm tình. Richard có hai khả năng thiên phú, cái thứ nhất là xã giao, cái thứ hai mới là chịu đòn. Những quan hệ này có thể trợ giúp sau này khi Karen vận hành đại khu thành phố York, ảnh hưởng đến các đại khu khác. Mà cũng không cần lo lắng rằng cái ân tình cứu mạng này sẽ nhạt dần đi, chỉ cần Karen có thể luôn thăng tiến tốt thì cái ân tình cứu mạng này sẽ càng thêm sáng rõ. Trận pháp dịch chuyển đang vận hành hơi dừng lại một chút, mọi người phải đợi một hồi, bởi vì có một cái trận pháp dịch chuyển càng lớn hơn đang vận hành, sợ ảnh hưởng lẫn nhau. Qua cỡ 15 phút đồng hồ, Karen trông thấy đoàn kỵ sĩ trật tự mặc áo giáp màu đen tiến đến, trận pháp dịch chuyển phía bên mình sau đó cũng bắt đầu tiếp tục vận hành. Ngày hôm nay khi mình rời khỏi hoang mạc, cũng là ngày mà lực lượng của trật tự chính thức tiến đến. Các bạn đang nghe chuyện số 13 Phố Minh của tác giả Thuần Khiết Tích Tiểu Long tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2529, Về nhà, 4. Sau khi đến đại khu Dinger, cũng không có ai sắp xếp nghi thức tiếp đãi, thậm chí cũng không có người thân đến đón. Một là bởi vì tất cả mọi người đều rõ ràng, không có xác để đến lãnh, thứ hai là nhiệm vụ của đoàn điều tra lần này đã thất bại. Ngoại trừ Karen có công lớn nhất, những người còn lại, cho dù là thân quyến của người hy sinh, đều đang lo lắng có thể bị liên lụy mà chịu trừng phạt hay không. Trong bản báo cáo của mình, Karen cũng không có kiêng kỵ người đã chết, phê bình hành vi của Iamrek trong đại sảnh trận pháp dịch chuyển ở thánh địa Makina một cách dữ dội. Anh không quan tâm rằng bản báo cáo này sẽ tạo ra thêm mặt trái gì cho hình tượng mà mình vất vả lắm mới tẩy trắng này. Bởi vì anh thật không muốn lần sau khi gặp phải cục diện tương tự, lãnh đạo phía trên vẫn là một con lợn. Nếu như lúc ấy dựa theo đề nghị của mình, mọi người trực tiếp lựa chọn phá vòng vây vậy thì có lẽ đoàn điều tra đó có thể còn lại một nửa số người sống sót, thậm chí càng nhiều hơn. Karen đi đến cao ốc giáo vụ trước để tiến hành bàn giao, đi tới đi lui một hồi lâu. Cuối cùng cũng hoàn thành xong tất cả các thủ tục, đây là dưới điều kiện tiên quyết là không ai lười biếng và tất cả đều mở đèn xanh. Không còn cách nào khác. Ban đầu vốn có nhiều phó đoàn trưởng và đoàn trưởng như vậy, bây giờ chỉ còn một mình tạm giữ chức, tương đương với việc mình phải đi giải quyết tất cả quy trình. Quy trình cuối cùng là ký tên vào. Danh sách những người hy sinh trong nhiệm vụ, Karen ký tên từng phần một, ký rất lâu. Sau khi bàn giao lại xong việc của đoàn điều tra, Richard cầm trong tay rất nhiều tấm thiệp mời,
không ít người mời Karen đến dự buổi liên hoan buổi tối. Karen vốn định từ chối tất cả. Đêm nay anh muốn quay về thành phố York, nhưng có một người mời mà Karen không thể không đi. Đối phương là để cho thư ký đến mời mình, bản thân hắn thì ngồi ở trong xe ngựa bên ngoài. Hắn là Andy Lowcott, Bộ trưởng Ủy ban Thanh tra Kỷ luật của Đòn Roi Kỷ luật, một trong ba vị đứng đầu của phái học viên mà Karen đã từng gặp mặt trong trang viên ven hồ của Đại học Trật tự. Karen cõng Connor đi đến trước xe ngựa, người phục vụ hỗ trợ mở cửa xe, Andy Lowcott đưa tay chỉ vào vị trí đối diện mình, lên xe. Karen chuẩn bị giao Connor cho Richard chăm sóc tạm thời, Andy Lowcott nói, không sao, cứ mang nó theo. Sau khi lên xe, cửa xe đóng lại, xe ngựa bắt đầu chạy. Andy mở miệng nói ra, không phải chúng ta muốn gặp ngươi, chúng ta không có gấp gáp như vậy. Chúng ta ở đây là chỉ là phái học viện. Cho nên, ngươi đoán xem, bây giờ là ai đang muốn gặp ngươi? Karen trả lời, ta không biết. Người cầm roi. Karen có chút ưỡn ngực, bắt đầu chỉnh trang lại ống tay áo. Trách không được Andy bảo mình mang Connor theo, người cầm roi cũng có một con rồng, mình cũng mang theo một con rồng đến, có thể để người cầm roi cảm thấy càng thân cận, càng giống với ông ta. Cho dù là đến vị trí này của Andy, hắn cũng vẫn cực kỳ chú trọng những chi tiết nhỏ này. Trên khía cạnh cũng đã cho thấy cũng tương tự như mức độ khống chế giáo đình của Đại tế tự Norton, người cầm roi cũng nắm giữ hệ thống do mình quản lý rất chặt chẽ. Lần này bởi vì chiến công của ngươi, để cho đòn roi kỷ luật chúng ta lấy được hai lợi ích lớn, người cầm roi rất vui vẻ. Ngươi đã từng gặp người cầm roi rồi đúng không? Đúng vậy, đã từng gặp. Nhưng không phải là gặp mặt riêng, cũng không phải là lần gặp mặt chính thức. Chuyện này thì chưa từng có. Nắm bắt cơ hội tốt này. Andy dặn dò, cái này đối với ngươi cũng rất quan trọng. Được, ta đã hiểu. Ngồi yên trong xe ngựa một hồi, Andy mở miệng lần nữa. Cái phương án lần trước khi chuẩn bị được phổ biến, sau khi ngươi trở về chuẩn bị sẵn sàng. Nghi thức chuyển giao chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, sau khi ngươi lên làm trưởng khu thì hãy ra sức phổ biến cải cách này, làm chuyện này sao cho tốt một chút. Ta đã hiểu, ngươi xem như đã là trưởng khu, hoàn thành xong cái cải cách này, thật ra là trải đường cho ngươi sau này bước lên càng cao. Ta đã rõ, cảm ơn ngài dạy bảo, đừng khách sáo. Xe ngựa chạy qua một cái cửa sắt. Sau khi tiến vào, cảnh tượng ngoài cửa sổ bắt đầu chuyển biến, không còn trông thấy vườn hoa mà thay vào đó thì là một cảnh tượng âm u như đường xuống địa ngục. Ngay sau đó, xe ngựa chạy vào một hang động, sau khi lại đi được một khoảng, phía trước xuất hiện một cánh cửa. Xuống xe đi. Vâng, Karen. Cõng Connor vẫn còn ngủ say xuống xe ngựa, đi theo Andy bước vào trong. Sau khi bước qua cánh cửa thì khung cảnh lại tiếp tục thay đổi, hai bên là cửa kính. Bên ngoài là khu làm việc. Nơi này hẳn là tổng bộ thật sự của đòn roi kỷ luật. Chỉ có điều vị trí mà mình vào khi nãy là cửa sau. Đi đến cuối hành lang là một phòng làm việc. Trước cửa phòng làm việc là một người nam với mái tóc đỏ. Hắn rất trẻ trung, nụ cười cũng rất ấm áp. Ngài Andy, xin thông báo với người cầm roi, ta đã dẫn người đến. Được rồi, thưa ngài. Andy nói với Karen, ta đi trước. Karen đáp lại, được rồi, thưa ngài. Hiển nhiên, ngay cả địa vị của Andy cũng không phải có thể tùy tiện đi vào văn phòng của người cầm roi. Sau khi thư ký thông báo xong, nói người cầm roi tạm thời không ở trong văn phòng, nhưng mà bây giờ ngươi có thể vào trong phòng chờ trước. Có thể sao? Đương nhiên không có vấn đề, không phải ngươi lấy hình thức công nhân viên chức mang công hàm mà đến đây, cho nên hiện tại thân phận của ngươi được tính là một nửa khách mời. Cảm ơn, không cần khách sáo. À, đúng. Ngươi có thể gọi ta là Migo, gần đây ta lên chức thư ký thứ nhất của người cầm roi. Chúc mừng ngài, trưởng thư ký Migo. Ngươi khách sáo rồi, thư ký của người cầm roi thật ra là một nghề nghiệp có tỷ lệ nguy hiểm rất cao. Hai vị thư ký tiền nhiệm của ta đều đã biến thành đồ ăn vặt của Algie. Chương 2530, về nhà, 5. Cái này, không cần lo lắng. Người cầm roi thích nói những lời cảnh cáo và dạy dỗ chúng ta, như vậy mới có thể tránh mắc phải những sai lầm tương tự. Được rồi, mời vào đi, Bộ trưởng Karen, ở trong có nước suối, còn có nước đá, là thứ ngươi thích nhất. Cảm ơn. Karen đi vào văn phòng, trong văn phòng là một dòng sông băng, chỗ anh đang đứng, giống như là hòn đảo nhỏ ở giữa sông băng. Nhiệt độ không khí giảm xuống, để Connor từ từ tỉnh lại. Lúc này,
Phía dưới sông băng có một cái đầu rồng to lớn từ từ nổi lên. Ánh mắt của Augie nhìn về phía Karen, giọng nói vang lên, ngươi tiến bộ thật nhanh. Lúc gặp mặt lần đầu, Karen vẫn chỉ là một thần quan bậc trung của đại khu thành phố York. Hiện tại, hắn thế mà có thể được người cầm roi tự mình triệu kiến. Connor mở mắt ra, ngẩng đầu, nhìn về cái đầu rồng to lớn trước mặt, bất mãn nói, ngươi rất ồn ào, con rồng ngu ngốc. Mặt rồng của Augie co quắp một chút, cô ta biết, con cốt long này cũng không thích mình. Karen ngồi xuống trước một con suối, vốc nước lên, uống một ngụm, mát lạnh cả người. Ở một bên khác, có tiếng mở cửa truyền đến, Karen lập tức đứng người lên, bóng người Verdon đi ra từ bên trong. Đây không phải lần thứ nhất Karen gặp người cầm roi, nhưng căng thẳng hơn những lần gặp mặt lúc trước, bởi vì trong những lần trước, mình chỉ là một nhân vật nhỏ ở bên cạnh. Verdon ngồi xuống phía sau bàn làm việc, Karen nắm tay Connor đi tới. Bái kiến người cầm roi, Karen hành lễ, con rồng này ngươi nuôi cũng không tệ, đây đều là công lao của các nghiên cứu viên trong sở nghiên cứu. Người chấp roi cúi đầu, lật văn kiện trên bàn ra, bắt đầu làm việc. Karen thấy thế, lập tức nói, cảm ơn ngài đã dạy bảo, thuộc hạ cáo lui. Người cầm roi lên tiếng, không ngẩng đầu. Thấy Karen đi ra, Augie ở trong đầm băng có chút không hiểu hỏi, ngài có ý kiến đối với hắn. Verdon đang ký tên cho một phần tài liệu, nghe nói như thế, cười lạnh một tiếng, nói, súc sinh rốt cuộc vẫn là súc sinh. Augie không dám nổi giận, chỉ có thể yên lặng từ từ rút đầu rồng xuống đầm băng. Karen nắm tay dắt Connor đi ra khỏi văn phòng. Trước bàn làm việc của Migo có bày trà bánh. Thấy Karen đi ra, hắn nói, Bộ trưởng Karen, có muốn cùng dùng chung không? Ngài đã nhiệt tình mời, thì ta cũng không cách nào từ chối. Karen ngồi xuống ở bên cạnh, cùng Migo dùng trà. Hai người cũng chưa ăn bao nhiêu mà đều chỉ cầm lấy một miếng rồi cắn một cái. Migo bỏ điểm tâm xuống, tập trung công việc, Karen thì cầm miếng điểm tâm, yên tĩnh ngồi ở đó. Khoảng chừng 20 phút đồng hồ trôi qua, Karen đặt miếng điểm tâm chưa ăn được quá một nửa kia xuống, Migo cũng khép lại phần tài liệu trong tay. Ngài thư ký trưởng, ta xin cáo từ, cảm ơn ngài đã chiêu đãi. Ta nghe nói Bộ trưởng Karen rất có tài nấu nướng, hy vọng về sau có cơ hội có thể được thưởng thức. Ta rất vui lòng đón tiếp ngài đến bất cứ lúc nào. Karen nắm tay của Connor, đi ra ngoài dọc theo đường cũ, ở ngoài cửa ra vào, chiếc xe ngựa kia vẫn đang dừng ở đó. Sau khi lên xe, Karen nói với người đánh xe, đại sảnh trận pháp dịch chuyển. Được rồi, thưa ngài. Lúc xe ngựa bắt đầu chạy, Connor có chút không hiểu mà hỏi, cho nên, người cầm roi chỉ là bảo ta đến để xem ta có phát triển tốt hay không thôi sao? Connor, nhà chúng ta quản thật được nuôi nấng rất tốt. Không, ý của ta là, hắn không có nói lời nào khác với ngươi hả? Ta còn tưởng rằng hắn sẽ giống như chị Pall, khen ngợi ngươi, không nghĩ tới rằng thật sự chỉ là gặp mặt một lần, cũng không có thứ gì thực chất. Gặp một lần, đã là thứ gì đó thực chất rồi. Mình được đại ca của toàn hệ thống triệu tập, đó là một loại ban thưởng, việc này sẽ không bị che giấu mà chắc chắn sẽ được tuyên dương. Mà cửa ở trong hành lang cũng trong suốt, cũng không ít người đã nhìn thấy. Còn về những người bên ngoài, bọn họ vốn cũng chẳng cần để ý mình và người cầm roi nói về chuyện gì, bọn họ sẽ chỉ chú ý đến việc mình được triệu tập riêng mà thôi. Sau đó lúc Karen lại làm chuyện gì đó thì rất dễ để người ta liên tưởng rằng phía sau lưng của anh có người cầm roi cho phép, cái này thật ra là đang cho thấy mức độ ủng hộ. Một vài thời điểm, người cấp dưới vắt óc tìm mưu kế, chỉ để có thể được bắt tay với lãnh đạo một cái động tác này nhìn như đơn giản nhưng không hề đơn giản. Ảnh hưởng mà nó mang đến có thể ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của một người trong tương lai, thậm chí có thể quyết định chiều hướng nghề nghiệp tương lai của người. Này, còn nữa, với tính cách của người cầm roi, hắn không có mời ngươi hút xì gà, không có dẫn ngươi đi bắt kiến, chỉ là nói một câu vật nuôi không tệ. Không có quá nhiều lời nói nhưng lại không phải cố ý qua loa, mà là dùng loại phương thức này để trừ lại khoảng trống. Ngươi có thể lợi dụng loại khoảng trống này để tạo điều kiện tốt hơn cho việc mình làm sau này. Đương nhiên, nếu như không làm được chuyện, xảy ra vấn đề, vậy cũng không có liên quan đến người cầm roi, bởi vì người cầm roi cũng không nói gì. Connor hỏi, món điểm tâm kia có phải rất khó ăn không? Ta quên, không biết. Thế nhưng mà ngươi ăn lâu đến như vậy mà cũng chỉ ăn được nửa miếng. À, đó là vì cố ý kéo dài thời gian.
Connor lắc đầu, đưa tay vỗ vỗ trán của mình, nói, thì ra ta cũng là một con rồng ngu ngốc. Ngươi không ngu ngốc, Augie mới ngu ngốc. Connor khẳng định nói, đúng vậy, không sai. Xe ngựa lái ra ngoài cửa sắt, khung cảnh ngoài cửa sổ xe trở lại bình thường. Karen dựa vào trên ghế ngồi, nhìn về ánh chiều tà nơi chân trời, dùng mu bàn tay che miệng, ngáp một cái. Connor nói, Karen, ngươi buồn ngủ à? Không sao. Đợi chút nữa sau khi dùng trận pháp dịch chuyển quay về thành phố York, rồi lại từ đại sảnh trận pháp dịch chuyển mà ngồi xe ngựa về nhà, sau đó ngươi có thể đi ngủ, Karen. Không, ngươi sai. Sai rồi. Lần này, lúc chúng ta dùng trận pháp dịch chuyển trở về thành phố York, xem như là đã về đến nhà. Các bạn vừa nghe xong tập 253 của bộ truyện số 13 Phố Minh của tác giả Thuần Khiết Tích Tiểu Long tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.